Chương 311, Bạc Hồn Ma Chơi. Hừ, con tuổi nhỏ khẩu suất cuồng ngôn, này Bạc Hồn Ma Chơi khi nào, lại là thành ngươi đồ vật. Thật sự là thật lớn khẩu khí, cũng không nhìn xem, chính mình có hay không cái kia tư cách. Tư Đồ ngoài miệng nói như vậy, tâm lại là thật sự nhắc lên. 800. Bởi vì hắn biết Phượng Trường Duyệt trên người có thần hỏa. Trong khoảng thời gian này, cũng đủ hắn đi tìm hiểu một chút bên ngoài một ít về Thương Ly mấy năm nay đồn đãi. Trong đó, nhất lệnh người ấn tượng khắc sâu, trừ bỏ hắn mấy năm nay lệnh người kinh ngạc cảm thán thực lực tinh tiến. Đó là hắn cái kia không thể không làm người ta nói thượng vài câu đệ tử Phượng Trường Duyệt. Đại Triều Trạch tuy rằng ở mặt trời lạn chi xâm chỗ sâu nhất, nơi này người cũng phần lớn là chỉ có tiến tới không ra đi, phần lớn là bỏ mạng đồ đệ. Nhưng là này lại không ảnh hưởng bọn họ đối ngoại giới hiểu biết. Rất nhiều người đều ở nhắc tới Thương Ly thời điểm, thuận tiện nhắc tới Phượng Trường Duyệt. Hắn trong khoảng thời gian này đã là nghe nhàm chán, nhưng là vì càng nhiều mà hiểu biết một ít lại vẫn là không thể không làm chính mình nhất biến biến nghe. Rồi sau đó muốn từ những cái đó đã biến hình lời đồn đãi bên trong, lấy ra hữu dụng tin tức. Vì tự nhiên là có thể nhiều vài phần nắm chắc đối phó Phượng Trường Duyệt, thậm chí còn có Thương Ly. Ngay từ đầu thời điểm, hắn đối với những cái đó sự tình cũng không tin tưởng. Ở Tứ Đại Học Viện tuyển nhận hiện trường bị Thương Ly tự mình thu làm đồ đệ. Tiến vào Già Lăng Học Viện lúc sau bị chịu Thương Ly đau sủng, thậm chí ở nàng 5 lần 7 lượt nháo xảy ra chuyện thời điểm, vẫn là một mặt che chở. Ở Tam Quốc giao lưu đại hội phía trên ngăn cơn sóng dữ, vì Già Lăng Học Viện thắng được tối cao vinh dự. Trở thành nhiều năm như vậy cái thứ nhất bắt lấy song quan người. Thậm chí, trên người nàng cũng có một loại thần hỏa. Nhiều như vậy cơ hồ có thể nói truyền kỳ đồn đãi, Tư Đồ vừa mới nghe được thời điểm tự nhiên là không muốn tin tưởng. Cái kia thiếu nữ sao có thể thật sự như vậy xuất sắc? Như vậy chiến tích đừng nói là nàng, liền tính là những người đó. Chỉ sợ cũng vô pháp hoàn toàn làm được. Chính là kia Phượng Trường Duyệt bất quá là từ một cái nho nhỏ địa phương đi ra tiểu nhân vật thôi, sao có thể thật sự làm được này đó? Nhưng mà sau lại, nói người nhiêu. Tư Đồ rốt cuộc dần dần tin một ít. Bởi vì ngay cả những cái đó cựu tử nhất sinh vừa mới tiến vào Đại Triều Trạch người, nhắc tới Phượng Trường Duyệt cũng cơ hồ đều có thể nói thượng vài câu. Trong đó nội dung, cũng đều thật sự là không sai biệt lắm. Tuy rằng đột nhiên vừa nghe lệnh người líu lưỡi khó mà tin được, chính là nếu 10 cái người, thượng trăm cá nhân đều nói như vậy liền thật là muốn cẩn thận châm trước một chút. Hơn nữa về thần hỏa, người khác không biết, hắn thân là luyện dược sư, lại là mẫn cảm nhất bất quá. Vì thế, một ngày nào đó, đường hắn đem sở hữu sự tình đều trải vuốt lại lúc sau, rốt cục minh bạch ở xa tới phía trước cái kia to gan lớn mật Phượng Mặc chính là Phượng Trường Duyệt. Kia bất quá là nàng nữ giả nam trang thôi. Nghĩ đến phía trước hai người nói chuyện với nhau đủ loại, Tư Đồ liền không thể ức chế sinh ra đầy ngập phẫn nộ, hắn cư nhiên ở người kia trước mặt như vậy chật vật quá. Hơn nữa ở hai người rằng có thời điểm ở vào hạ phong. Trên thế giới này hắn có thể bại bởi bất luận kẻ nào, duy độc không thể bại bởi cái kia thiếu nữ. Bởi vì hắn cũng là Thương Ly chân chính đệ tử, mà nay, Thương Ly lại là sinh sôi hủy diệt hắn đã từng tồn tại sở hữu dấu vết. Trừ bỏ ở Đại Triều Trạch bên trong ngây người hồi lâu những người đó, còn biết được hắn danh hào. Còn lại mấy năm gần đây tiến vào người, cư nhiên đều chưa từng nghe nói qua hắn danh hào. Thương Ly làm như vậy tuyệt đem sở hữu dấu vết hết thảy lau đi. Hắn trong lòng như thế nào không hận, mà đứng mũi chịu sào tự nhiên là đồng dạng thân là Thương Ly đệ tử Phượng Trường Duyệt. Từ ban đầu hai người gặp mặt nàng ở trong tối hắn ở minh cũng đã trước thua. Lúc này thấy đến trước mặt đột nhiên xuất hiện thiếu nữ, nghe được như vậy len canh ngữ khí, như thế nào có thể đoán không ra đây là ai. Thù mới hận cũ thêm lên, Tư Đồ cảm thấy chính mình cư nhiên có thể khống chế chính mình không đi lên trước hung hăng giáo huấn nàng một đốn, thật là chính mình lớn nhất khoan dung. Hắn trong lòng dù cho cuồn cuộn không thôi, nhưng là trên mặt lại là không thế nào rõ ràng. Nhưng mà Phượng Trường Duyệt lại như thế nào sẽ nhìn không ra tới. Dương mắt trong nháy mắt nhìn đến Tư Đồ trong mắt chưa rút đi hận ý, nàng cũng đã lĩnh ngộ Tư Đồ đã cái gì đều đã biết. Mới nhất chương toàn văn đọc. Ít nhất thân phận của nàng, hắn đã đoán được. Hơn nữa nhìn dáng vẻ cái này cái gọi là Thương Ly đệ tử, đích xác đối nàng ôm có 10 phần địch ý, a thật là xảo. Nàng vừa lúc cũng tưởng triệt triệt để cùng hắn tính toán chướng. Nàng ánh mắt cũng không có ở Tư Đồ trên mặt dừng lại bao nhiêu thời gian, cơ hồ chỉ là liếc mắt một cái. Liền đem lực chú ý đặt ở trước mắt kia bị phân cách thành hai nửa tiên minh phong cảnh phía trên, lạnh lùng cười.
Người ở chỗ này mấy năm, đều không có đem bạc hồn ma chơi thu phục, cư nhiên còn có mặt mũi hỏi ta loại này vấn đề. Tư Đồ sắc mặt lập tức xanh trắng đan xen. Không thể tưởng được Phượng Trường Duyệt cư nhiên lập tức đoán trúng hắn bí mật này. Đúng vậy, hắn cũng không phải trong khoảng thời gian này mới tiến vào, mà là từ mấy năm trước cũng đã bắt đầu nếm thử. Rất sớm thời điểm, hắn đi vào đại triều trại. Kỳ thật chính là hướng về phía này bạc hồn ma chơi mà đến. Ở trải qua thời gian dài tra xét lúc sau, rốt cuộc xác định kia bạc hồn ma chơi liền tại đây hư vô sơn bên trong. Thần hỏa người trong thiên hạ đều muốn, chính là người trong thiên hạ cũng đều biết. Muốn được đến thần hỏa thực sự là nguy hiểm cực đại, chính hắn cũng biết, dù cho chính mình là thiên phú cực cao luyện dược sư, dù cho thực lực của hắn đã rất mạnh. Dù cho hắn vì thế làm rất nhiều chuẩn bị, nhưng là chung quy vẫn là không khỏi có chút lo lắng. Tính mạng của hắn chính là chỉ có một lần, bởi vì quá mức cẩn thận cho nên hắn lựa chọn nhất thong thả cũng nhất an toàn biện pháp, hắn nghĩ mọi cách tiến vào hư vô sơn bên trong. Bất quá bởi vì hư vô sơn thực sự thập phần khổng lồ. Mấu chốt nhất chính là, bạc hồn ma chơi ở bên trong vị trí cũng không thể xác định, tựa hồ mỗi một ngày đều ở biến hóa, cho hắn hành động tạo thành cực đại bất biến. Vì thế hắn liền ngốc tại phương diện này, muốn tiêu phí một ít thời gian tới chậm rãi phát giác, cuối cùng chiếm làm của riêng. Nói cách khác, kỳ thật chính là nước ấm nấu ếch xanh. Hắn cho rằng chính mình có cũng đủ kiên nhẫn, lại không nghĩ mấy năm thời gian trôi qua, rốt cuộc tiến hành đến cuối cùng một bước thời điểm. Đã xảy ra như vậy đường rẽ. Khi đó, hắn sở dĩ cùng tam đại thế lực định ra cái kia ước định kỳ thật là có mục đích của chính mình, bởi vì hắn thật sự là không thể xác định chính mình hay không có thể ở thời gian nội đem bạc. Hồn ma chơi chiếm làm của riêng, cho nên hắn quy định một cái thời gian. Nếu khi đó vẫn như cũ không có gì động tĩnh, hắn liền sẽ thừa dịp luyện đan đại hội thời cơ chọn lựa một ít thiên phú cùng thực lực không tồi luyện dược sư cùng tiến vào này hư vô sơn bên trong. Làm cho bọn họ tiêu hao bạc hồn ma chơi năng lượng, rồi sau đó chính mình ngồi thu ngư ông thủ lợi. Lại không nghĩ cuối cùng lại là bị Phượng Trường Duyệt rào cái long trời lở đất. Vì thế hắn đành phải lại lần nữa tiến vào, vì không cho những người khác phát hiện. Đành phải chính mình lần thứ hai nếm thử, hắn đã ở chỗ này thật lâu. Lại không nghĩ rằng, còn không có thành công thời điểm, Phượng Trường Duyệt cư nhiên lại tới nữa. Nhìn Phượng Trường Duyệt không chút nào để ý khuôn mặt, hắn trong lòng không thể ức chế mãnh nhảy dựng lên. Không biết vì cái gì, nhìn đến nàng như vậy biểu tình. Hắn trong lòng không ngừng trào ra cảm giác bất an. Hắn vội vàng ngăn lại chính mình cái này ý tưởng, ở trong lòng thầm mắng chính mình bất quá là một cái nha đầu phiến tử, có thể có cái gì năng lực. Nàng chẳng lẽ còn thật sự có thể có biện pháp được đến bạc hồn ma chơi sao? Nói nữa, trên người nàng là đã có một loại thần hỏa, sao có thể lại nhận lấy mặt khác thần hỏa? Trời giáng thần hỏa, đứng hàng 13, mỗi một loại đều có chính mình độc đáo đặc tính, phân bố ở đại lục bất đồng góc. Chính là bởi vì mỗi một loại thần hỏa đều là ẩn chứa cực đại tiên địa năng lượng, lẫn nhau chi gian cũng có cực đại bài xích, có thể nói là vương không thấy vương. Người bình thường được đến một loại, đã là thiên đại cơ duyên, Phượng Trường Duyệt cư nhiên còn như vậy lòng tham muốn được đến đệ nhị loại. Thật là chê cười. Tư Đồ trên dưới đánh giá một vòng Phượng Trường Duyệt, nhìn đến nàng tinh tế thẳng tắp thân hình, nhịn không được trong lòng ám phúng như vậy lòng tham. Cũng không sợ hai loại thần hỏa lẫn nhau xung đột, trực tiếp đem nàng hóa thành cho tàn. Hừ, không biết tự lượng sức mình, thật đương chính mình thiên hạ vô địch. Phượng Trường Duyệt nghe vậy, lại là bỗng nhiên quay đầu, nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói, thiên hạ vô địch không dám nói. Chính là đối phó ngươi, vẫn là dư giả, ngươi. Miệng lưỡi sắc bén, Tư Đồ sắc mặt mấy biến, cuối cùng lại hiện lên vài phần quỷ dị tươi cười. Có bản lĩnh, hôm nay đi ra ngoài, ngươi lại nói lời này không muộn. Quá rõ ràng uy hiếp, đáng tiếc, đối Phượng Trường Duyệt là không dùng được. Nàng lúc này lực chú ý trên cơ bản đã đều đặt ở trước mắt kỳ cảnh phía trên, đối phó Tư Đồ còn không cần nàng quá mức nhọc lòng. Kỳ thật nhìn thấy trước mắt tình cảnh này thời điểm, nàng trong lòng cũng là hơi giật mình. Không thể tưởng được chân chính bạc hồn ma chơi, cương nhiên là cái dạng này. Bên trái là ngọn lửa, bên phải là sông băng, một nửa cực nhiệt, một nửa cực lạnh. Mà ở này hai cái cực đoan trung gian, lại đang có một đạo màu bạc thất luyện. Đem tình cảnh này hoàn toàn phân cách mở ra, các không quấy nhiễu. Nàng con ngươi hơi hơi nheo lại tới, lạnh lẽo như đào ánh mắt từ phía trên đảo qua. Mặc dù là đã kiến thức quá ba loại thần hỏa, lúc này nàng cũng không thể không vì này cảnh sắc cảm thán. Cứ nhiên có như vậy tình hình xuất hiện. Bên trái thiêu đốt màu trắng ngọn lửa, bên phải lưu động màu trắng con sông, cơ hồ muốn dán ở bên nhau, lại là sắp tới đem dung hợp thời điểm, bị hoàn toàn tách ra tới.
Trung gian kia một đạo màu bạc dấu vết, quả thực so được với trên đời này tốt nhất kết giới. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến, khi đó Tăng Húc Ngưng trên người chính là cùng loại bạc hồn ma chơi tồn tại. Lúc ấy rất nhiều người cho rằng đó là thật sự, nhưng là chân chính có được thần hỏa nàng lại là lại rõ ràng bất quá kỳ thật kia chỉ là một cái nho nhỏ thay thế phẩm mà thôi. Bạc hồn ma chơi chân thân, nhất định còn không có người được đến. Nếu không, là không có khả năng làm nàng như vậy tự nhiên tự do tiêu xài bạc hồn ma chơi tử hỏa. Bởi vì là tử hỏa, cho nên đồ cụ này hình, không có này hồn. Mà lúc này, đường chân chính nhìn đến bạc hồn ma chơi chân thân thời điểm, Phượng Trường Duyệt mới biết được nguyên lai khi đó Tăng Húc Ngưng dùng, có lẽ liền tử hỏa đều không tính là. Đảo như là từ nơi này tùy tiện lấy ra một chút ngọn lửa hoặc là nước chảy đi ra ngoài, tùy tiện cho đủ số bộ dáng. Chỉ là lại là không biết, rốt cuộc là ai. Có thể cấp Tăng Húc Ngưng cung cấp vật như vậy dựa theo tư đồ tính cách, hắn là sẽ không bỏ được làm như vậy. Nàng trong đầu bỗng nhiên hiện lên một đạo bạch quang, giống như có thứ gì chợt lóe mà qua, nhưng là đương nàng muốn hồi tưởng thời điểm, rồi lại thật sự là nghĩ không ra. Nàng thoáng nhíu mày, cũng không ở vấn đề này thượng rối rắm, ngược lại là hướng về phía sau vẫn luôn lặng im không tiếng động Tuyết Tê đột nhiên mở miệng. Muốn chữa khỏi bệnh của ngươi, liền trước đem người nam nhân này khống chế được ta, nhưng không nghĩ đợi chút thấy có lung tung rối loạn đồ vật vẫn luôn ở trước mắt lắc lư. Vẫn luôn an tĩnh nhìn Tuyết Tê, nghe vậy sửng sốt, rồi sau đó làm như có chút không thể tin tưởng Phượng Trường Duyệt cư nhiên trực tiếp như vậy mệnh lệnh hắn làm việc. Như là mệnh lệnh một cái người hầu giống nhau. Cái này làm cho hắn vô luận như thế nào là có chút khó có thể tiếp thu, âm cuối dơ lên, mang theo chất vấn, ngươi là ở ra lệnh cho ta cho ngươi làm sự. Phượng Trường Duyệt đầu cũng chưa hồi. Tùy ngươi nghĩ như thế nào, dù sao nếu gặp quấy dây ta cũng vô pháp xác định có không chữa khỏi ngươi. Tuyết Tê một trận vô ngữ. Như thế nào phía trước xem nàng một người đối chiến như vậy nhiều người thời điểm, không cảm thấy nữ nhân này như vậy phiền toái. Khi đó còn tưởng rằng là dứt khoát lưu loát đầy ngập chính nghĩa xúc động người, hiện tại thấy thế nào như thế nào là một cái đa mưu túc trí gia hỏa. Tuyết Tê dừng một chút. Bỗng nhiên vươn một bàn tay. Kia xương tay tiết rõ ràng, tuy rằng mang theo vài phần tái nhợt lại vẫn là mang theo vài phần ẩn khí thế. Tư đồ ở một bên sớm đã cười lạnh liên tục. Hai người kia không khỏi cũng quá đem chính mình đương hồi sự đi. Chính là đang lúc hắn muốn mở miệng thời điểm, lại bỗng nhiên phát hiện trong cổ họng như là bị cái gì lực lượng bỗng nhiên bắt được giống nhau, bóp ở trong cổ họng. Làm hắn khó có thể phát ra âm thanh. Mà xuống một khắc hắn liền cảm thấy cả người đều tựa hồ bị một cổ lực lượng cường đại hoàn toàn khống chế. Cơ hồ liền xương cốt đều phải bị đè ép vỡ vụn. Rồi sau đó trước mắt tối sầm, thân thể đột nhiên bay lên không. Lại là bị người khống chế được vứt đi ra ngoài, hắn lúc này mới kinh hãi mạc danh nhìn về phía Tuyết Tê, muốn thấy rõ ràng có thể có được như vậy thực lực người rốt cuộc là ai. Lại là bỗng nhiên trước mắt tối sầm, rồi sau đó một trận đau nhức truyền đến. A, thê lương tiếng kêu thảm thiết ở trống trải trong sơn động nghe được phá lệ rõ ràng, cũng phá lệ thấm người. Phượng Trường Duyệt nhướng mày, nhưng thật ra không có bị Tuyết Tê sở bày ra tới cường đại năng lực sở kinh sợ. An tĩnh điểm. Vừa dứt lời kia thảm thiết tiếng kêu, liền đột nhiên biến mất. Này phần an tĩnh tới đột nhiên, tới quỷ dị, Phượng Trường Duyệt lại như là hoàn toàn không thèm để ý giống nhau. Đôi mắt chỉ là lập tức nhìn kia màu bạc thất luyện, tựa hồ đang ở tự hỏi như thế nào động thủ. Nàng phía trước thật là không nghĩ tới, bạc hồn ma chơi cư nhiên sẽ chết cái dạng này. Nạp đại trong sơn động, hoàn toàn bị ngọn lửa cùng nước chảy bao trùm. Trách không được. Trách không được khi đó, nàng một chân bước lên hư vô sơn, đã bị một cổ quỷ dị lực lượng len lỏi tiến thân thể. Bởi vì nơi này, đích xác có thần hỏa tồn tại. Nàng bỗng nhiên nói, các ngươi trước đi ra ngoài. Tuyết Tê nhìn nàng phá lệ thẳng thắn bóng dáng, cũng không hỏi, cũng không có bất luận cái gì do dự, ngón tay một câu, liền phải mang theo tư đồ rời đi. Ngươi tưởng Mỹ, tư đồ lại là bỗng nhiên gầm lên giận dữ, mạnh mẽ tránh thoát Tuyết Tê trói buộc. Giống to ra tiếng. Tuyết Tê mày nhăn lại, lập tức vươn tay đi, lại là đã chậm. Tư đồ thân hình nhanh chóng hướng tới Phượng Trường Duyệt đánh tới. Hai mắt màu đỏ tươi, khuôn mặt dữ tợn. Hắn ở chỗ này tiêu phí như vậy nhiều thời giờ cùng tinh lực, sao có thể cứ như vậy đơn giản nhường ra đi. Hôm nay chính là liều chết cũng quyết định không thể đem bạc hồn ma chơi chắp tay nhường lại. Này thần hỏa, nhất định là của hắn. Oanh, một đạo linh lực, chợt nổ tung ở Phượng Trường Duyệt trước người. Ngu xuẩn. Phượng Trường Duyệt thầm mắng một tiếng, lập tức lắc mình mà qua. Một đạo linh lực tức khắc hình thành một đạo cái chắn, chắn kia lực lượng phía trước. Ong, cường đại năng lượng va chạm lập tức làm cho cả sơn động đều chấn động.
Phượng Trường Duyệt quả thực muốn lập tức giết Tư Đồ. Hắn cư nhiên ở như vậy địa phương bỗng nhiên ra tay. Thần hỏa giáng thế, sinh trưởng với tự nhiên chi gian. Tuy rằng bản thân ẩn chứa lực lượng cường đại, nhưng là nhất chịu không nổi kịch liệt đánh sâu vào. Một khi bị lan đến thần hỏa đột nhiên tỉnh lại, như vậy chính là chân chính tai họa ngập đầu. Tư Đồ lần này, là hoàn toàn đem đường lui đoạn tuyệt. Kia năng lượng tuy rằng không có trực tiếp dừng ở kia màu bạc thất luyện phía trên, lại vẫn là sinh ra cực đại năng lượng dao động. Ong, lại là một tiếng nặng nề nổ vang, Phượng Trường Duyệt ánh mắt đột biến, rồi sau đó không lùi mà tiến tới. Lại là bay thẳng đến kia màu bạc thất luyện mà đi. Tuyết Tê nghe được thanh âm kia trong lòng trầm xuống, ngay sau đó liền nhìn đến Phượng Trường Duyệt lại là bay thẳng đến bên trong bay đi. Hắn do dự một lát, lập tức hướng tới phía sau thối lui. Hắn lưu lại nơi này, chỉ có thể là liên lụy. Mà Tư Đồ nhìn đến tình cảnh này, lại là nhất thời không có minh bạch rốt cuộc đã xảy ra cái gì, chờ nhìn đến Phượng Trường Duyệt bay đi, nhìn đến kia đang ở dần dần chấn động mặt đất. Mới bừng tỉnh nhận thức đến hắn mới vừa rồi kia một chút chọc hạ đại phiền toái. Hắn sắc mặt đổi, theo bản năng muốn chạy, chính là nhìn đến Phượng Trường Duyệt như vậy, thế nhưng như là thập phần có nắm chắc giống nhau. Không thể làm nàng thực hiện được. Tư Đồ ngay sau đó cắn răng, cũng theo đi lên. Phượng Trường Duyệt cảm giác được phía sau theo kịp hơi thở, khóe miệng gợi lên một mặt cười lạnh, chờ chính là cái này. Chính mình đi tìm cái chết, đừng trách ta không khách khí. Nàng một đường hướng tới kia màu bạc thất luyện đi theo mà thượng, bởi vì phía trước năng lượng đánh sâu vào toàn bộ sơn động đều giống như đang rung động. Bạc hồn ma chơi tự hồ thức tỉnh rồi giống nhau, bên trái ngọn lửa càng thêm kịch liệt, bên phải nước chảy cũng càng thêm kích động. Mà trung gian màu bạc thất luyện cũng rốt cuộc chậm rãi di động lên. Phượng Trường Duyệt ngưng mắt nhìn lại, dù cho trong lòng đã làm tốt sung túc chuẩn bị. Lại vẫn là bị kinh sợ kia một đoạn liên miên không dứt màu bạc thất luyện, rõ ràng là một đạo động lại ngọn lửa. Mà hiện tại, nó thình lình thức tỉnh, nàng dừng lại động tác tâm niệm vừa động trên người đột nhiên hiện lên từ kim sắc ngọn lửa. Một thân kim sắc áo giáp rực rỡ lóa mắt, tóc đen tung bay, ánh mắt như đao, thình lình giống như chiến thần buông xuống. Tựa hồ là cảm nhận được cái gì, đang ở chậm rãi di động ngọn lửa, đột nhiên sóng gió nổi lên. Mãnh liệt triệu hoán lực làm Phượng Trường Duyệt máu đều cơ hồ sôi trào lên. Tư Đồ nhìn một màn này, đã là kinh ngạc đến ngây người tam, ba loại thần hỏa. Chương 312, ngươi có tư cách sao? Không chỉ là Tư Đồ, lúc này đây, ngay cả vẫn luôn an tĩnh nhìn Tuyết Tê cũng chợt khiếp sợ ngẩng đầu, không thể tin tưởng nhìn về phía Phượng Trường Duyệt. Trên người nàng thế nhưng có ba loại thần hỏa. Nếu là người khác thấy, chỉ sợ là sẽ không dễ dàng nhận ra tới này ngọn lửa là ba loại ngọn lửa tổ hợp mà thành, càng thêm sẽ không nghĩ đến, này ba loại ngọn lửa cũng đều là thần hỏa. Bởi vì này thật sự là quá mức điên cuồng. Phóng nhãn thiên hạ ai không biết thần hỏa ẩn chứa cực cường năng lượng, có thể khống chế một loại đã là cực đại vận khí, mà nếu nếm thử đem thần hỏa dung hợp còn lại là sẽ kiếp nổ bỏ mình. Chính là hiện tại, trước mắt Phượng Trường Duyệt lại là ngạnh sinh sinh đánh vỡ cái này đồn đãi. Nàng như là một thanh lợi kiếm, hung ác đâm ra. Một đao chặt đứt hai người phía trước đối thần hỏa nhận chi. Như là có thứ gì bị nổ lớn đánh nát, chỉ còn lại có lòng tràn đầy chấn động. Phượng Trường Duyệt đều không phải là lần đầu tiên làm trò những người khác phỏng vấn dùng thần hỏa. Nhưng là thường lui tới lại là chưa từng có người có thể nhận ra tới kia tử kim sắc ngọn lửa thành phần, mà hôm nay, này hai người lại đều là liếc mắt một cái nhìn ra. Kỳ thật này đảo không phải hai người có cái gì đặc thù chỗ, mà là bởi vì hai người kia vừa lúc đối với thần hỏa hiểu biết tương đối thâm. Hơn nữa đối Phượng Trường Duyệt át chủ bài nhiều ít cũng là có một ít hiểu biết, cho nên đang xem đến trong nháy mắt ngắn ngủi khiếp sợ lúc sau, đó là lập tức liên tưởng đến này một tầng. Ngay sau đó đoán được cái kia nhất không có khả năng. Ba loại thần hỏa, tuy rằng kia từ kim sắc ngọn lửa cơ hồ vô pháp phân biệt ra tới ba loại bất đồng lực lượng, nhưng là như vậy uy thế. Thiên hạ trừ bỏ thần hỏa không bao giờ sẽ có mặt khác đồ vật có thể so sánh. Tư Đồ đang xem đến trong nháy mắt liền minh bạch này ngọn lửa tuyệt đối không phải một loại thuần khiết thần hỏa, mà là từ thần hỏa tổ hợp mà thành. Phải biết rằng, thần hỏa như vậy thiên địa chân quý tồn tại. Là không có khả năng cùng mặt khác lung tung rối loạn ngọn lửa lẫn nhau dung hợp. Siêu thật tốt xem tiểu thuyết bởi vì thường thường đang tới gần thời điểm. Những cái đó ngọn lửa cũng đã bị thần hỏa hoàn toàn cắn nuốt, như thế nào còn sẽ hiện ra như vậy ngọn lửa nhan sắc.
Trong lời đồn, Phượng Trường Duyệt trên tay thần hỏa là xếp hạng thứ 13 vị Long Son Chi Viêm, kia hẳn là hiện ra xích hồng sắc. Mà hiện tại này ngọn lửa lại là biểu hiện ra tôn quý vô song tử kim sắc. Tuy rằng cái này ý tưởng rất là điên cuồng, chính là thiên hạ có thể cùng thần hỏa lẫn nhau dung hợp, cũng chỉ có thần hỏa. Tư Đồ dù sao cũng là thất phẩm luyện dược sư, đối với ngọn lửa có cực kỳ mẫn cảm ứng lực, cho nên lập tức liền đoán chúng đây là từ ba loại thần hỏa tổ hợp mà thành ngọn lửa. Mà một bên Viết Tê cũng là vì thân thể của mình mắc bệnh nặng, cho nên nhiều năm qua vẫn luôn đang tìm kiếm thần hỏa, đối với thần hỏa hiểu biết cũng tuyệt đối không thể so Tư Đồ thiếu. Cho nên, ở Phượng Trường Duyệt trên người đột nhiên xuất hiện kia từ kim sắc ngọn lửa trong nháy mắt, cường đại năng lượng dao động đã làm hai người nháy mắt trong lòng chấn động. Rồi sau đó sôi nổi suy đoán đến Phượng Trường Duyệt trên người che giấu như thế sâu bí mật. Trên người nàng thế nhưng không chỉ có một loại thần hỏa, mà là ba loại. Nguyên bản cho rằng trên người nàng tuy rằng có thần hỏa, nhưng là bất quá là chụp ở cuối cùng một vị Long Son Chi Viêm mà đối nàng có điều lơi lỏng. Tư Đồ đang xem đến trước mắt cảnh tượng lúc sau, trong lòng cảnh giác nhanh chóng bốc lên. Nhìn Phượng Trường Duyệt ánh mắt giống như nhìn một cái quái vật. Trên đời này như thế nào sẽ có người như vậy? Mặc kệ là ai, có thể có một loại thần hỏa đã là lớn lao vận khí cùng vinh quang, mà nàng lại là lặng yên không một tiếng động có ba loại. Thế nhân đều bị nàng lừa. Tư Đồ trong nháy mắt này, đã là khiếp sợ lại là xấu hổ buồn bực, nghĩ đến phía trước chính mình còn đối nàng mấy phen coi khinh, mà kỳ thật đối phương sớm đã siêu việt cái kia trình độ. Hắn giống như là cái ngốc tử giống nhau, bị chơi xoay quanh. Cái này làm cho hắn trong lòng như thế nào có thể chịu được? Hắn tại đây đại triều trạch một đãi chính là thật nhiều năm. Vì thế không tiếc trốn vào núi sâu, ở chỗ này quá cơ hồ mai danh ẩn tích khổ hạnh tăng giống nhau sinh hoạt, như vậy nhiều tĩnh mịch nhật tử gian nan chịu đựng. Chẳng những không có được đến thần hỏa, ra tới lúc sau, càng là thừa nhận nhiều phiên áp lực. Không có người biết, ở biết được chính mình tồn tại bị Thương Ly hủy diệt sạch sẽ thời điểm, hắn trong lòng oán hận rốt cuộc có bao nhiêu sâu. Chống đỡ hắn đi xuống đi duy nhất lý do, chính là nơi này bạc hồn ma chơi. Chính là hiện tại, Phượng Trường Duyệt lại bỗng nhiên xuất hiện ở hắn trước mắt. Nàng bất quá mới hơn 10 tuổi, cũng đã là thiên hạ đều biết Thương Ly thương yêu nhất che chở đệ tử, là Già Lang học viện nhất chịu coi trọng nhân vật. Là vô số người truy phùng cực kỳ hâm mộ đối tượng, càng là số rất ít có được thần hỏa người may mắn chi nhất. Bị cướp đi hết thảy cảm giác còn không có tiêu tán, liền nhìn đến Phượng Trường Duyệt trên người cư nhiên có không chỉ có một loại thần hỏa, đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là chí mạng đả kích. Thiên hạ chuyện tốt như thế nào đều dừng ở nàng trên người. Này không công bằng, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Phượng Trường Duyệt trên người từ kim sắc ngọn lửa, liều mạng áp xuống trong lòng cuồn cuộn cảm xúc. Muốn phân biệt ra kia rốt cuộc là từ cái gì ngọn lửa tổ hợp lên, đôi tay lại là yên lặng buộc chặt, gân xanh bạo khởi. Viết Tê lại là bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, hơi ngẩng đầu, ý vị thâm trường nhìn về phía Phượng Trường Duyệt, lộ ra một mặt dấu ở mũ choàng dưới tuyết ngọc giống nhau dung nhan. Quang ảnh minh diệt thấy không rõ tích, chỉ có kia ngọc giống nhau mang theo vài phần tái nhợt, thậm chí mang theo vài phần trong suốt da thịt. Lộ ra vài phần lạnh băng tôn quý không thể trèo cao hơi thở. 800 tiểu thuyết võng www.800booknet cung cấp TXT miễn phí download. Môi sắc cực đạm, cơ hồ nhìn không ra cái gì nhan sắc, câu môi cười, vẽ ra một mặt động lòng người độ cung, lại là làm người vô pháp chống cự. Người như vậy, từ nhỏ tự hồ đó là bị trời xanh chiếu cố, vô luận làm cái gì, đều tràn ngập không thể ngôn nói ý vị, làm nhân vi chi thuyết phục. Hắn này một tiếng cười, lại là thật sự mang theo vài phần ý cười. Diệu, quả thực diệu nhân. Hắn cũng không biết trên đời này cư nhiên còn có người có thể đồng thời cất chứa ba loại thần hỏa mà không bạo thể bỏ mình. Hơn nữa, người này hiển nhiên còn sống được hảo hảo. Cùng có được vô số người tha thiết ước mơ cường đại thực lực. Phượng Trường Duyệt. Hắn nhẹ nhàng nhấm nuốt tên này, tựa hồ sinh ra vài phần hứng thú. Ánh mắt hơi thâm, mang theo vài phần không thể diễn tả ý vị. Trách không được, linh âm khi đó nói làm hắn chân chính tiếp xúc quá Phượng Trường Duyệt lúc sau, lại làm quyết định muốn chọn dùng nào một loại phương thức tới trị liệu chính mình thương thế. Có lẽ nàng sớm đã biết. Bởi vì hắn đích xác ở tiếp xúc nàng lúc sau, hoàn toàn thay đổi nguyên lai kế hoạch. Ngay từ đầu, hắn chỉ là muốn đem nàng chộp tới, lợi dụng nàng thần hỏa vì chính mình chữa thương. Nàng tuy rằng lợi hại, thực lực cường hãn, nhưng là hắn muốn đối phó một cái nhị tinh linh tông, vẫn là dư giả. Huống chi, vẫn là một cái bị như vậy trọng thương người. Chỉ là khi đó hắn tâm tư vừa động, cuối cùng nghe theo linh âm kiến nghị. Quả thực, hắn từ nhìn thấy nàng kia một khắc đến bây giờ,
thời gian ngắn ngủi, lại là đã hoàn toàn thay đổi hắn ý tưởng. Hắn ở lựa chọn cùng Phượng Trường Duyệt cùng nhau tới thời điểm, liền chứng minh hắn đã tưởng hảo phải đợi nàng đem chính mình sự tình làm tốt về sau, lại làm nàng trị liệu. Mà hiện tại, đang xem đến Phượng Trường Duyệt trên người cư nhiên có ba loại thần hỏa lúc sau, hắn ở khiếp sợ rất nhiều, còn lại là rốt cuộc xác định. Quyết định của chính mình thật là lại chính xác bất quá. Hắn nhưng không có như vậy xuẩn, muốn cùng một cái trên người có ba loại thần hỏa nhân vi địch. Người như vậy, có thể làm bằng hữu là tốt nhất, mặc dù không thể, cũng tuyệt đối không thể là địch. Nếu không, thật đúng là tự tìm tử lộ. Hắn liếc liếc mắt một cái bên cạnh sắc mặt đỏ lên, cảm xúc kích động, mãn nhãn phẫn hận Tư Đồ, liền cười lạnh đều khinh thường với bố thí. Người như vậy, thuần túy chính là dùng để làm người kia lưỡi đao càng thêm sắc bén người qua đường mà thôi. Hắn cư nhiên còn vọng tưởng đối phó Phượng Trường Duyệt. A, thật là ngu xuẩn. Hắn màu bạc áo lông chồn ở không trung xẹt qua một đạo độ cung. Theo sau cả người đều khinh phiêu phiêu hướng về phía trên thổi đi. Đúng vậy, hắn là phải rời khỏi. Hắn tuy rằng tưởng lưu lại nơi này. Nhìn xem Phượng Trường Duyệt rốt cuộc có thể hay không đem bạc hồn ma chơi thu là mình có, cũng muốn kiến thức một phen chân chính thần hỏa rốt cuộc sẽ là như thế nào một phen phong cảnh. Nhưng là hắn so bất luận kẻ nào đều biết quan trọng nhất vẫn là chính mình tánh mạng. Nếu mệnh cũng chưa kia nói cái gì đều là uổng phí. Hắn cơ hồ là không hề tiếng động hướng tới phía trên thổi đi, trong ánh mắt tuy rằng mang theo vài phần tò mò, nhưng là vẫn chưa lưu luyến chi sắc. Phượng Trường Duyệt cảm thấy được hắn rời đi, trên mặt không hiện, trong lòng lại là đối hắn cái nhìn tăng lên vài phần, đương nhiên, cũng càng thêm cảnh giác. Dưới tình huống như thế, còn có thể như vậy không chút nào lưu luyến rời đi, có thể biết người nam nhân này rốt cuộc có bao nhiêu thích mệnh. Cường đại lực khống chế, sẽ làm người này có vẻ càng thêm sâu không lường được. Tự nhiên, cũng càng thêm nguy hiểm. Tư Đồ lúc này lại là đã không rảnh lo như vậy nhiều, hắn lúc này toàn bộ lực chú ý đều ở Phượng Trường Duyệt trên người, làm sao có thể chú ý tới mặt khác. Người như thế nào sẽ có ba loại thần hỏa? Hắn cơ hồ là chất vấn ra tiếng, mang theo mãnh liệt nhằm vào. Phượng Trường Duyệt tự nhiên là mắt điếc tai ngơ, thân hình chợt lóe, đã xuất hiện ở kia màu bạc thất luyện trung gian vị trí. Nàng đi phía trước phương nhìn lại. Lại chỉ có thấy liên miên phập phồng một đoạn màu bạc đường cong, lại là không có cuối. Ở chỗ sâu nhất là một mảnh hắc ám, phảng phất có thể cắn nuốt hết thảy, mang theo quyết tuyệt an tĩnh, làm người nhìn thôi đã thấy sợ. Hai bên cảnh sắc càng là hướng bên trong, liền càng là tụ lại, bên trái ngọn lửa trở nên càng thêm thật nhỏ, bên phải con sông cũng là đồng dạng như thế. Cuối cùng, còn lại là đều chảy vào kia một mảnh trong bóng tối biến mất không thấy. Phượng Trường Duyệt tới gần, hiển nhiên khiến cho bạc hồn ma chơi kịch liệt dao động theo nàng trong cơ thể thần hỏa trào dâng, phía dưới những cái đó phong cảnh. Cũng giống như có thể cảm nhận được giống nhau, lấy một loại vi diệu biên độ biến ảo. Thoạt nhìn thế nhưng hình như là bị nàng trong cơ thể thần hỏa kéo hô hấp giống nhau. Nhưng là tại đây nhìn như vững vàng cảm ứng bên trong, lại cất giấu thật lớn lực hấp dẫn. Liên miên không ngừng đối Phượng Trường Duyệt tạo thành ảnh hưởng. Trời biết nàng lúc này phải tốn phí nhiều ít sức lực mới có thể khắc chế chính mình muốn lập tức xông lên đi ý niệm. Ở lần đầu tiên đi vào hư vô sơn thời điểm, bạc hồn ma chơi cũng đã trước tiên cảm nhận được nàng trong cơ thể thần hỏa tồn tại. Hơn nữa tiến hành rồi thử, tuy rằng cuối cùng kia một chút thử lực lượng là bị Phượng Trường Duyệt cắn nuốt nhưng là lại có thể tưởng tượng. Bạc hồn ma chơi đối với Phượng Trường Duyệt trong cơ thể thần hỏa cỡ nào mẫn cảm. Phải biết rằng lúc ấy nàng thậm chí cái gì đều không có làm, hơn nữa cơ hồ là cố tình áp chế chính mình trong cơ thể linh lực cùng ngọn lửa dao động. Nhưng mà thần hỏa chi gian lẫn nhau chí mạng lực hấp dẫn, chung quy vẫn là vượt quá đoán trước. Kỳ thật chuẩn xác mà nói, là thiên đường hỏa đối với mặt khác thần hỏa cường đại lực hấp dẫn. Nàng kỳ thật có thể rửa sạch cảm giác được ở trong thân thể kia kim sắc ngọn lửa cơ hồ muốn sôi trào lên, len lỏi ở toàn bộ thân thể năng lượng mỗi một tấc kích động. Đều ở kể ra kia phân khát vọng. Kia cơ hồ là một loại bản mạng hấp dẫn. Cho nên, nàng đối với này bạc hồn ma chơi, trí tại tất đắc. Nhìn đến Phượng Trường Duyệt căn bản không phản ứng chính mình, Tư Đồ sắc mặt càng thêm khó coi. Ngươi không cần quá tự cho là đúng. Này bạc hồn ma chơi, ta ước chừng tiêu phí mấy năm thời gian tới dung hợp, sớm đã lẫn nhau bắt đầu tiếp thu. Trên người của ngươi đã có mặt khác thần hỏa. Muốn mưu toan được đến bạc hồn ma chơi, người si nói mộng thôi. Tiểu Bạch làm hắn câm miệng. Phượng Trường Duyệt sắc mặt không gợn sóng, nhàn nhạt ném ra một câu. Hảo, Tiểu Bạch hưng phấn hô một tiếng, ngay sau đó quang mang chợt lóe. Tức khắc xuất hiện ở Tư Đồ trước mắt.
Từ đồ bị này bỗng nhiên xuất hiện vật nhỏ hoảng sợ, chợt thấy rõ là bàn tay đại một con màu trắng ma thú, lúc sau tức khắc lòng tràn đầy chán ghét khinh thường. Ánh mắt thập phần khinh thường nhìn thoáng qua, Tiểu Bạch tức khắc tặc mau. Lão tử còn không có khinh bỉ ngươi đâu, ngươi nhưng thật ra trước túm đi lên. Cũng không nhìn xem chính mình là cái thứ gì. Tiểu Bạch tức khắc tức giận đến xõa tung đuôi to vung. Lập tức hướng tới Tư Đồ mà đi. Ta làm ngươi xem, làm ngươi xem. Tư Đồ chưa phản ứng lại đây, liền nhìn đến trước mắt một đoàn màu trắng bỗng nhiên hiện lên, rồi sau đó trên cổ tức khắc truyền đến một trận đau nhức. Hắn cả người một cái giật mình, lập tức ra tay. Lại là hoàn toàn vô pháp bắt được ở chính mình diện mạo phía trên tàn sát bừa bãi vật nhỏ, nó tốc độ thật sự là quá nhanh. Thế cho nên hắn tuy rằng dùng tới hai tay, lại tổng vẫn là bắt cái không. Lúc này Tư Đồ thoạt nhìn phá lệ chật vật, đôi tay không hề kết cấu ở chính mình diện mạo đi lên hồi gãi, thoạt nhìn nôn nóng bất kham. Suy, mơ hồ cảm giác được không thích hợp, Tư Đồ lúc này mới đột nhiên dừng lại, nghênh diện liền đối tượng một đôi tràn đầy khinh thường tròn xoe màu đen đôi mắt. Tiểu Bạch dựng thẳng lên móng vuốt, rồi sau đó, hung hăng hướng tới phía dưới một đảo. Tư Đồ tức khắc giận từ tâm khởi, liền một cái nho nhỏ ma thú đều dám như vậy cùng hắn gọi nhịp. Lúc này, hắn mới chợt cảm giác được trên người các nơi truyền đến đau nhức. Cúi đầu vừa thấy, lại là trên người các nơi đều không biết khi nào chảo phá. Quần áo đã rách mướp, mơ hồ có thể nhìn đến vô số quay vết máu. Tư Đồ quả thực thất khiếu bốc khói, chính mình cư nhiên thật sự bị một con ma thú cấp tra tấn như vậy chật vật. Hắn lúc này lại là hoàn toàn không nghĩ tới, có thể ngốc tại Phượng Trường Duyệt bên người, lại sao có thể sẽ là đơn giản ma thú. Chỉ là lúc này hắn nhiều lần đả kích tinh thần đã cực kỳ căng chặt. Tự nhiên là vô pháp chú ý tới này đó. Hắn bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, ngồi xếp bằng ngồi xuống. Ta nhưng thật ra muốn nhìn, người rốt cuộc như thế nào đem bạc hồn ma chơi chiếm làm của riêng. Nói xong, hắn tùy tay bày ra một tầng kết giới, lại là trực tiếp nhắm hai mắt lại. Nhìn dáng vẻ, đảo như là muốn cùng Phượng Trường Duyệt rằng con rốt cuộc. Tiểu Bạch mắt trợn trắng, ở chỗ này mấy năm, đều không có được đến bạc hồn ma chơi. Còn vọng tưởng ở như vậy đoạn thời gian nội cùng chủ nhân tranh đoạt sao. Nhưng mà ngay sau đó, trong sân không khí liền chậm rãi đã xảy ra biến hóa. Tư Đồ nhắm mắt lại, nhìn như đã ngồi định rồi, nhưng mà ở hắn trên người. Lại là bỗng nhiên xuất hiện từng đạo màu trắng đường cong. Những cái đó đường cong từ hắn trên người phát ra, lại là hướng tới kia trung gian màu bạc thất luyện mà đi. Phượng Trường Duyệt đang ở giữa không trung phía trên nhìn này bị phân cách thành hai nửa cảnh tượng. Cảm thụ được trong cơ thể ở điên cuồng trào dâng ngọn lửa, cẩn thận siêu tầm gì đó thời điểm, lại là bỗng nhiên nhìn đến vài đạo bạch tuyến. Chính bay nhanh hướng tới trung gian thất luyện lan tràn mà đi. Nàng ánh mắt hơi trầm xuống, quay đầu lại nhìn lại, quả thực nhìn đến chính nhắm mắt lại Tư Đồ. Vài thứ kia, đúng là từ trong thân thể hắn vụt ra. Mà mặt trên ẩn ẩn năng lượng dao động, tuy rằng không lớn, lại là vừa vặn bao trùm ở kia màu bạc thất luyện phía trên, hơn nữa vừa vặn trói buộc. Phượng Trường Duyệt tức khắc cảm giác được toàn bộ sơn động bầu không khí đều là thay đổi. Nàng mới vừa rồi rõ ràng đã cảm giác được tựa hồ liền phải chạm đến kia đồ vật. Lại là bỗng nhiên có thứ gì chắn phía trước thấy không rõ tích. Tư Đồ tựa hồ cảm thấy được cái gì, bỗng nhiên âm độc cười. Hắn ở chỗ này mấy năm thời gian, không phải bạch bạch đợi đến. Tuy rằng cho tới bây giờ, đều còn không có chân chính được đến này bạc hồn ma chơi, nhưng là tốt xấu vẫn là có một chút ưu thế hắn đối nơi này, so bất luận kẻ nào đều quen thuộc. Ngày qua ngày, dù cho vô pháp chân chính được đến bạc hồn ma chơi, lại cũng là đã đem chính mình hơi thở dung nhập trong đó. Hắn là không thể thao tác bạc hồn ma chơi, chính là lại có thể rõ ràng cảm ứng được nó dao động. Bằng vào hắn hiểu biết, mượn dùng một ít đã từng lấy tự với hai bên năng lượng, hoàn toàn nhiễu loạn kia màu bạc thất luyện dao động, thật sự là lại đơn giản bất quá. Phượng Trường Duyệt dừng một chút, lập tức đoán được Tư Đồ ý tưởng, lập tức cười lạnh. Muốn nhiễu loạn bạc hồn ma chơi, làm nàng cũng không chiếm được. Kia cũng đến nhìn xem, hắn đối phó chính là ai. Bàng, Phượng Trường Duyệt trong tay. Bỗng nhiên xuất hiện một đạo ngón cái phẩm chất thử kim sắc roi dài. Rồi sau đó cao cao giơ lên, hung hăng ném xuống. Tuy rằng là ngọn lửa, nhưng là lại cơ hồ ngưng tụ thành thực chất giống nhau. Thật mạnh rơi trên mặt đất, cường đại năng lượng dao động cơ hồ là lập tức làm cho cả sơn thể đều run rẩy. Kia mặt đất phía trên, tức khắc xuất hiện một đạo thật sâu khe rãnh. Thẳng tắp kéo dài tới rồi chỗ sâu nhất. Mà như vậy động tĩnh cũng là lập tức khiến cho bên ngoài vô số người chú ý. Toàn bộ đại triều trạch đều sôi trào lên,
Hư Vô Sơn sinh ra như vậy cường đại dao động. Các ngươi cũng biết là đã xảy ra chuyện gì. Ta nhưng thật ra nghe nói, phía trước Tư Đồ Đại Sư đã từng đi vào, chưa từng ra tới. Chẳng lẽ là, muốn thăng cấp? Không hiểu đừng nói, như vậy động tĩnh. Sao có thể là thăng cấp? Muốn nói Tư Đồ Đại Sư cũng là linh tông cường giả, đột phá thời điểm động tĩnh, nói vậy không phải bộ dáng này đi. Hơn nữa ta vừa mới rõ ràng cảm giác được kia lực lượng như là từ Hư Vô Sơn chỗ sâu nhất truyền đến. Cũng không biết, rốt cuộc ra sao sự a? Đều đừng đoán, muốn biết, đi tìm tòi đến tận cùng không phải được rồi. Đại triều trạch nhất không thiếu chính là có lá gan người, lúc này nghe nói động tĩnh, đều là sôi nổi tới rồi. Muốn nhìn xem rốt cuộc là chuyện như thế nào. Mà một ít khá lớn thế lực lúc này cũng đều là bị này động tĩnh kinh sợ. Đang ở phòng nội Tiêu Viễn Sơn, nghe tiếng lập tức ra cửa, nhìn về phía Hư Vô Sơn, ánh mắt thâm trầm, biến ảo không chừng. Ra tới lúc sau, vừa lúc nhìn đến cũng đang nhìn bên kia Tiêu Chính Trạch. Người cũng biết, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Tiêu Viễn Sơn cho rằng Tiêu Chính Trạch vẫn luôn ở bên ngoài, hơn nữa bởi vì Tiêu Chính Trạch tinh thần lực tương đối cường đại. Cho nên có này vừa hỏi. Tiêu Chính Trạch xoay người, trên mặt có vài phần do dự, hình như là Hư Vô Sơn sinh ra dao động. Bên trong không phải chỉ có Tư Đồ sao, hắn đây là đang làm gì? Tiêu Viễn Sơn tuy rằng coi trọng Tư Đồ, nhưng là kỳ thật vẫn chưa có vài phần tình nghĩa, lúc này hỏi chuyện. Cũng sắc mặt không gợn sóng, Tiêu Chính Trạch do dự một chút, nói. Ta cảm giác được bên trong đều không phải là chỉ có Tư Đồ một người. Cái gì, người nói Phượng Mặc đã trở lại. Ở đại triều trạch nào đó cực kỳ ẩn nấp địa phương, một đám người đều ở an tĩnh đợi, chỉ có một góc nhạc tiểu đường, bỗng nhiên đầy mặt hưng phấn, nhịn một hồi lâu. Mới đè thấp chính mình thanh âm nhỏ giọng hỏi, Cung Khanh gật đầu. Nhạc tiểu đường trên mặt bỗng nhiên triển khai một mặt cười hoa, phá lệ lộng lẫy ta liền biết. Ta liền biết hắn nhất định sẽ trở về. Ha ha, thật sự là quá tốt. Cung Khanh không nói. Nhìn nàng thoải mái dáng vẻ tinh lượng đôi mắt bỗng nhiên trong lòng một đốn. Nhạc tiểu đường lại là không phát giác hắn không thích hợp, cười hì hì nói, ta thật đúng là thật tinh mát. Cứ nhiên tìm cái lợi hại như vậy bằng hữu. Không chỉ có hai lần tam phiên bảo hộ ta cùng ta tộc nhân, thật đúng là hết lòng tuân thủ hứa hẹn đã trở lại. Nhìn nàng vui sướng bộ dáng, Cung Khanh do dự một lát nói, kỳ thật. Phượng Mặc đều không phải là nàng, hoanh, bỗng nhiên một trận trời đất quay cuồng, thật lớn năng lượng đột nhiên truyền đến. Ở chỗ này trốn tránh người, tức khắc đều là một cái giật mình. Làm sao vậy? Đây là đã xảy ra chuyện gì? Cảm giác, là Hư Vô Sơn phương hướng. Chẳng lẽ là nơi đó đã xảy ra chuyện? Còn sẽ có chuyện gì? Toàn bộ đại triều trạch chúng ta biến mất. Kia hai cái chẳng lẽ là đánh nhau rồi? Nhạc tiểu đường lại là sửng sốt, rồi sau đó khóe mắt mang lên vài phần ý cười, mang theo vài phần dò hỏi nhìn về phía Cung Khanh. Cung Khanh gật đầu, là nàng. Nhạc Đại Xuyên nhìn thấy Nhạc Tiểu Đường tươi cười, không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái, nha đầu, ngươi đang cười cái gì? Nhạc Tiểu Đường cười thần bí. Ta đang cười chúng ta rốt cuộc có thể đi ra ngoài. Mà này thật lớn động tĩnh, đánh sâu vào lớn nhất tự nhiên là Tư Đồ. Hắn ngực trong vòng một mảnh cuồn cuộn, bởi vì Phượng Trường Duyệt này một kích gặp nghiêm trọng tổn thương. Toàn bộ phế phủ đều cơ hồ vỡ ra tới. Hắn cắn răng oán hận nói, ngươi làm cái gì? Ngươi sao lại có thể? Người sao lại có thể làm được điểm này? Này bạc hồn ma chơi bên trong, rõ ràng đã thẩm thấu ta hơi thở. Người không có khả năng. Phượng Trường Duyệt ngó hắn liếc mắt một cái, cười nhạt. Người nói như vậy, cũng không suy xét bạc hồn ma chơi ý tưởng sao? Người nguyện ý, nó chính là ghét bỏ thực đâu. Nàng phất tay lại là một thiên. Bang, cũng không nhìn xem, người có cái kia tư cách sao?